Lực lượng cứu hộ Ecuador tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát do trận động đất 7,8 độ hôm thứ Bảy, giữa lúc đám tang của các nạn nhân bắt đầu được cử hành để chôn cất hơn 500 người thiệt mạng trong thảm họa này. Các giới chức cho biết còn hơn 1.700 người trên danh sách bị mất tích 3 ngày sau trận động đất đầu tiên. Theo ước lượng của chính quyền Ecuador, có hơn 4.600 người bị thương. Khoảng 1.500 tòa nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy trong trận động đất. Đây là vụ động đất tệ hại nhất ở Ecuador tính từ năm 1949, khi trận động đất giết chết hơn 5.000 người. UNICEF, cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, ngày hôm qua loan báo sẽ phái hai toán công tác tới hiện trường. Một sẽ thẩm định mức độ thiệt hại và nhu cầu, và toán thứ nhì để hợp tác với một toán của Liên Hiệp Quốc hầu phối hợp các hoạt động cứu hộ quốc tế.